Chạy trời không khỏi nắng Hồi ký viết lúc hoàng hôn Kỳ 1 Năm 1953 đói vừa Năm 1954 đói lắm Cánh đồng phần tiền bên cạnh làng tôi có lịch sử 600 năm Do cụ tổ thứ hai của làng khai phá Khi Triều Văn Vương Trần Nhật Duật Được vua cha và Trần Thái Tông phân phong canh hóa làm thái ấp Và vùng này Hương Ngọc Sơn là Điền Trang. Chưa bao giờ như vài năm nay, đồng phần tiền đất bùn khô nẻ toác, sâu hóm, đút lọt bàn chân. Từ đào một hòn lên, to bằng cái cối đá da gạo. Thấy chú cá rô đã khô cứng trong bùn đất từ bao giờ, người ta thả vào chỗ nước để xem còn ăn thịt được không. Thật kỳ lạ, chú cá rô khe khẽ đồng đẩy thân mình, mấy bọt tăm từ miệng phun lên, rồi đôi vây phe phẩy, cái đuôi ve vẩy như vẫy chảo sự sống. Trong khi ấy, trên bờ ruộng phần tiền, những cái lá rau má tròn tựa đồng tiền đã hết trụi sạch trơn từ đời nào. Nghe các cụ nói, phần tiền là mả chôn tiền từ thời loạn văn thân 1885. Vì sợ Tây đốt phá, cướp của, giết người, nên nhà giàu đem tiền ra đây cất giấu. Chẳng ai nghĩ chuyện đào những cồn, những mả ấy lên để tìm tiền, vì nhà nước đã cho dùng bạc giấy được đến 5 năm rồi. Nguyên nhân đồng phần tiền bị khô hạn cổ lai chưa từng thấy vì giặc Pháp ném bom phá đập bái thượng Thọ Xuân, một con đập quy mô đầu tiên ở Trung Kỳ do chính người Pháp xây dựng từ năm 1920 để khai thác đồn điền, khiến cả hệ thống nông giang tưới nước bị tê liệt. Lại thêm nỗi ông trời bỗng dở hơi trái trứng, cứ một niềm nắng mãi, nắng hoài, cóc kêu lợn học khan khổ họng cũng chẳng thấy một giọt mưa. Hóa ra ông trời cũng làm phản động mất rồi. Chị bọn phản động đã có cuộc đấu tranh chính trị long trời lỡ đất, bắt nhầm hơn bỏ sót. Còn để chị ông trời, người ta chưa nghĩ ra cách đấu tranh thế nào. Gia đình tôi chỉ có ba người, bố, mẹ và tôi. Anh Nậu đã ở riêng. Tôi tôi học từ cuối năm 1951. Bố tôi mới ra tù sau Hiệp định Đình Chiến Genes. Mẹ tôi chỉ quen với mấy xảo ruộng thức nương, bây giờ chẳng biết làm gì. Rau không còn để hái, củ chuối không có để đào, Chính phủ phát gạo cứu tế cho nhân dân Thanh Hóa, cả làng đều được chia phần. Riêng gia đình tôi là phú nông phản động thì gạch tên. Chúng tôi nhìn những hạt gạo trắng ngần trong thúng mùng của dân làng, kẻ khiêng người gánh mà ứa trào nước mắt. Mẹ tôi không biết mua ở đâu được hai bò cám thô, chia đôi nấu hai bữa. Không phải cám thô thật mà trộn đến một phần ba chấu cành, tức chấu giã nát. Thứ cám xưa nay hiếm này cho lợn lợn đùn máng sùng sục cho chó chóng quảnh mõm quay đi, cho gà, gà xoạc cẳng bới tung tóe chỉ có cho người, loại người phản động như gia đình tôi. Ăn cám vào mồm hay sao mà chỉ điểm cho tàu bay giặc Pháp ném bom phá hoại ba ra bàn thạch để giết dân hại nước. Người ta chửi rủa chúng tôi kẻ cũng đáng. Ai bảo bố tôi, chú tôi thời Tây học tiếng Tây để bây giờ biết tiếng Tây, viết thư cho Tây, đề nghị Tây phá đập nước bái thượng. Bố tôi thế mà cũng nuốt trôi những hai nắm cám. Có lẽ nhờ thời gian ở trong tù, ông được rèn luyện cải tạo. Mẹ tôi cứ từ từ, nhỏ nhẹ, nhai dần dần rồi dướng cổ lên mà nuốt. Còn tôi, bụng đang đói veo đói vắt, sơi ngay một miếng to, nuốt đánh ực, mắc ngay ở cổ họng, nuốt không vào, nôn cũng khó ra. Tiếng nôn ẹ khiến bên hàng xóm giật mình, tưởng có ai bị đau ốm, nhưng không ai dám bận tâm, mình là phú nông phản động, ra đường phải cúi mặt chào quần chúng từ đứa trẻ trở lên, không ai thèm chào lại mình, đến cái gật đầu cũng không. Đó là lập trường quan điểm cách mạng. Nếu quần chúng cơ bản trung bần cố nông chào hỏi, chuyện trò với thành phần bóc lột lớp trên làm mất quan điểm lập trường sẽ bị đưa ra kiểm thảo trong cuộc họp, huống hồ gia đình chúng tôi là phú nông phản động. Phú nông chỉ có tội bóc lột cho vay nặng lãi, phản động tội to gấp bội ngang tội địa chủ cường hào gian ác có nợ máu với nhân dân nếu phú nông cường hào gian ác có nợ máu phải đưa lên thành phần địa chủ để xử tội nhẹ thì tù nặng thì bắn cách tư tưởng từ tàu chuyển bá sang ta việt nam đã trải qua ngàn năm đấu tranh chống trung quốc để thoát vòng nô lệ đến nay lại mất cảnh giác một số cán bộ chức quyền rước voi dày mồ từ giảm tô đến cải cách khiến đảng phải sửa sai Gia đình tôi giàu cỡ nào mà thành phần phú nông Chưa được ba mẫu ruộng Một con bò Ngôi nhà trên ba gian cột gỗ mái kè Phía sau phên nứa Đằng trước cửa bướm Hương án giữ mặt tiền Gian giữa đặt bàn thờ tổ tiên bốn đời Gian bên kê giường khách Bàn học của chú tôi Và giường ngủ của ông nội tôi Lại nối ra hai trái Trái nam thờ Phật và các thánh sư Của đạo phù thủy, đạo ngoại Trái bắc là buồng ngủ của bà nội tôi kê bổ thóc, các loại chum vại đựng khoai. Nối vào trái bắc là ba gian nhà dưới, nhà ngang, gồm ba gian trồng bò, một gian của bố mẹ tôi và tôi. Từ lúc lọt lòng đến năm 12 tuổi, tôi đều ngủ chung với mẹ vì tôi là con hiếm, ngoài tôi không có anh chị em nào cả. Cụ tổ họ hoàng tôi vốn quê tỉnh Hưng Yên, năm 13 tuổi, cụ mồ côi cha mẹ, không có chỗ nương tựa phải ở nhờ nhà cô ruột họ Hoàng lấy ông Bùi Quảng làm quản tượng cho đội tượng binh nhà Tây Sơn đóng ở Phủ Hiến Nam, nay là thành phố Hưng Yên. Cụ tổ ở với cô được 2 năm, lệnh triều đình nhà Tây Sơn điều động đội tượng binh vào thuận hóa để bảo vệ kinh thành Phú Xuân. Không thể mang theo cụ tổ tôi, bà cô gửi lại con trai là Bùi Nam làm thủ kho trấn thành tỉnh Thanh Hóa. Thời gian sau, nhà Tây Sơn bị chú Nguyễn đánh bại, vua Quang Toản, tổng trấn Bắc Thành Quang Thùy, tổng trấn Thanh Hóa Quang Bàn đều bị bắt giết. Thủ kho Bùi Nam khiếp sợ, trốn chạy về làng Văn Đoài, xã Văn Trinh, huyện Quảng Sương, Thanh Hóa. Nhờ tiền của đút lót Lý Hương, gia đình ông Bùi Nam được giúp đỡ cho cư trú, nhưng phải đổi họ. Bây giờ, họ Lê Văn chiếm số đông nhất làng. Cụ tổ họ Lê này là ông tổ thứ nhất Lê Văn Biểu, người đầu tiên khai phá đồng bèo, được chiêu văn vương Trần Nhật Duật cho phép lập làng đoài, về sau mới thêm chữ văn thành làng văn đoài ông bùi nam đồng ý đổi họ bùi sang họ lê chỉ xin thay chữ lót văn thành danh tức họ lê danh ngày nay còn cụ tổ tôi ông bùi nam không thể cư mang nên gửi nhờ gia đình ông trưởng họ lê văn cụ tổ tôi đức tính hiền lành siêng năng chịu khó khiến ông trưởng họ lê văn giàu có con ăn đứa ở đầy cửa cũng phải khen ngợi hai năm sau ông trưởng họ lê văn bảo ông tổ tôi sang năm mi 18 tuổi, đến tuổi vô làng. Tao sẽ vô làng cho mi, nhưng mi phải làm con nuôi tao, không còn được nhớ cái tên họ hàng nghèo khổ của mi, cũng phải quên cả cái làng khốn khổ mi đã sinh ra. Cụ tổ tôi không bằng lòng, ông trưởng họ Lê nói, thôi được, lúc mô mi nghĩ lại, ưng thuận thì bảo tao để kiếm be rượu, trục trầu gia đình là xong. Ở làng ni, ai cũng kính nể tao, lý trưởng cũng không dám bày vai với tao, Năm 30 tuổi, cụ tổ tôi mới lấy vợ. Ông trưởng họ Lê Văn thường được dân làng cung kính gọi là ông tộc, tức tộc trưởng hỏi. Nội làng đi, ai dám lấy mi? Cụ tổ tôi thưa, con thầy, thầy là thị tên lót. Ông tộc nghĩ ngợi dê lát rồi gật đầu. Cụ tổ bà hơn cụ tổ ông 2 tuổi, gái hơn hai trai hơn 1, được dân gian xem là tốt. Cụ tổ bà họ Nguyễn, họ mới đến ngụ cư, gia đình xin cho con gái được làm kẻ ăn người ở không công xá kiếm miếng cơm nhà ông tộc trai quá lứa gặp gái lỡ thì kẻ ở đậu gặp người nằm nhờ ông trời thật khéo xe duyên hết kỳ một còn nữa